Thì Nguyễn quay một đoạn chợ Hóc Môn cho mọi người xem nha bà con. Chợ Hóc Môn về đêm nè, người ta bán các cái đồ cũng ngam cả nhà, rau má đó, rau má mà bán nè. Rồi bao 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 luôn. Ở đây chợ đầu mối cả nhà nên là người ta bỏ mối á, chỉ nè nên là cái nào ta cũng vô mình to to vậy bà con, ta để bao nhiêu ký, chục ký, chục ký vậy, giá tiền vậy đó mua thôi. Quá trời luôn. Sắn, sắn đẹp. Cái bao này của sắn cả nhà. Này một chắc chắc này chắc chục ký quá, thấy nhiều quá. 10 ký, 10 ký không nhiều. Sơn môn. Củ màu đen nè, củ năng. Bán quá trời rau cả chanh tắt rồi tắt nào ấy, bao 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 với ham luôn cả nhà. Ta bán gì ban đêm bà con, trời đang mưa, trời mưa nên là nãy mưa quá nên là ít có người đi giờ này mua nè cả nhà. Mưa lớn bị ngập đường đó bà con, trời xe sửa. Hello, hello. Rồi. Ổi. Ôi ơi, bịch 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 nha cả nhà. Những người ta mua bán lẻ, người ta mua về, người ta bán lẻ ra, mua dưới đây mình về bán không có lời. Chợ đầu mối à. Nó rẻ. Cái công mình đi xa mình chở nè thì nó lấy công làm lời. Quá trời, chở nguyên một xe luôn. Trời mưa nó chở nguyên một xe. Cái xà ri cái gì cả nhà, hôm nay con mắc cận quá rồi. Bạc hà, trời cái bạc hà nó tốt, cao 2 mét luôn. Rau thơm, thơm nó phở, rau sống, rau thơm, đủ thứ. Mít rồi bà con, mít ta chẻ sẵn sẵn từng miếng hết và thật luôn, ngon dữ lắm luôn á nha. Có 10 ngàn, 15 ngàn miếng, rẻ ghê ghê. Mưa gió quá, cũng không có mua. Đó, đây ta chẻ nhiều lắm. Quá chừng luôn, để miếng giá tiền hết trơn, có 8 ngàn, 15 ngàn, 10 ngàn. Thấy ham luôn á trời. Trời ơi, mít nó rẻ gì đâu luôn. Xuống chợ đầu mối mua mít về. Từ quận 10, chạy xuống chợ Hóc Môn. đi bằng về tìm xăng. Quá trời luôn. Gió quá, cái con đường quốc lộ ở đây nó ngập khủng khiếp lắm nha cả nhà. Mưa cái ngập như cái sông luôn á. Mà phía mé bờ bên đây người ta chặn cái con lương lại nên nước không có tràn ở đây nè, chứ mà phía bên kia nó ngập bà con. Thì Nguyễn nè, đi vô chợ nè, mình nhìn trong đây thấy cũng nước ngập nè, mình tiến lại rồi cái nước ngập quá rồi ta xuống hàng cả nhà. Xuống 3 ngàn quá trời. Nước ngập quá trời. Định vô thẳng vô phía bên trong đó để quay cho bà con mình xem luôn á. Nhưng mà không ngờ nước ngập quá rồi nên thôi không có đi rồi con. Mình vòng phía ngoài đây thôi. Tinh lòng. Nước tràn bờ đê. Sài Gòn mà còn nước tràn bờ đê. Thứ nào chịu nổi. Mưa gió cũng khổ buôn bán. Này thấy người ta xuống cái trái mận Hà Nội á cái nhà. Rất là nhiều luôn nha. Như một cái xe tải luôn trời.
hả trái mận? Thì Nguyễn lộn rồi. Review luôn.